Rồi xin mến chào chị đến với clip mình tiếp theo nha. Ngày ngày 10 nha, ngày 10 tháng 3. Là quá mới vừa là chạy bò La Hai, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đó. Thì mình cũng chia sẻ cho bà con. Thì mình cập nhật lô bò mới nha. Thì cái lô bò này trong cái clip này thì đó, một dãy bò đấy. Trong cái clip này có mấy con bò cơ bắp đẻ lắm nha. Đấy, đặc biệt thì mình chèn ở ngoài đây bò lớn nha. Đó, ngoài lớn. Đó, tiếp tới trong đây, quay sơ qua rồi bao giá nha. Đó. Bò lai có, bò bơ có cái bò bơ cũng có nha. Rồi mình quay mình chi tiết từng con rồi bao giá nha. Rồi vài con vài con. Con đây là lớn nhất trong cái lô bò ngày hôm nay mà cũng đẹp nhất luôn. Con đây cơ bắp nha, bông, bơ bơ bông. Đấy. Tinh hồn. Chừng càng cái mông nó có muối luôn nha. Mông nó cục cục đấy. Độ dài nè. Dậu. Chừng. À, con đây thì 35 triệu nha. Đó. Con đây thì không chơi chỗ nào nha. Bò cơ bắp đấy. Nó dạng như mình nhìn là tướng con đây là gần như là bò mấy thai nha. Đó, bò mấy thai. Nó cao khoảng mấy thai đấy. Con đây thì nó rơi vào tàu 8 đến 9 tháng bò nha. Lỡ lỡ. Đấy. Đó, 35 triệu lưng đấy, bằng thiến luôn. Đó, anh chị xem kia tình hoàng là biết mà lớn mà nhỏ nha. Đấy. Rồi tiếp con tiếp theo, con này cũng bé lắm, mong cũng nớ lắm, 32 triệu nha. Đó, 32 triệu. Thấp hơn con này một tí, nhỏ hơn. Rồi con tiếp bên 29 triệu. Đó, mong có muối luôn, gần gần à, lưng. Quay xe xe để hình dung nha. Rồi cặp đây là 28 năm nha. Đó, cặp đây hai con 28 năm hết. Đó, cặp đây 28 năm. Cặp này thì bò này nó rơi vào tầm 7 tháng nha. Lỡ lỡ nghĩ đó, 7 tháng. 28 năm. Trên trên 1m1. Rồi, hai con đây là con 27 năm nha. Đó. Cặp đây 27 rưỡi. Đó, bảo giá chi tiết luôn. Cụ thể đấy. Độ dài. Đấy. Rồi. Ai bây rửa cặp đây. Đấy.
đây 2,5 đó thì tiếp tao gian bà la đi 18 năm đó 18 năm con đây 22 đấy con đây 21,5 nha đấy con đây thì cao 1m2 vào đấy like. Con 18 năm, con 21,5 anh em nào xài bò lai thì tham khảo hai con này. Đấy. À, con đây thì nó con 1, con cho 2. Bò thì con đây thì nó rơi vào tầm 6 tháng bò. Còn con đây hơn. Con này 7-8 tháng đấy. Đây một cái ba bơ đấy tiếp một cái ba bơ nữa này đòn lắm nha. Mong tè nữa. Rồi mình xin nhắc lại giá. 18 năm đó. Rồi cặp ba bơ. Cặp ba bơ đây 27,5 nha. Bò này nó rơi vào tầm hai con này thì nó trên 6 tháng đấy, trên 6 tháng. Chắc chỉ 7. Trên 1m1 hết nha. Bò này trên 1m1 hết. Cặp đây là 28,5 nha. Đấy. Còn con này 29, mong con muối luôn. Đấy. Nó quay rõ hai con bò cơ bắp đây. Hai con cơ bắp quay chút mặt để quý bà con tham khảo. Thì mình xin nhắc nè, chạy bò này là chạy bò La Hai, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đó. Mình thường hay chia sẻ lên kênh của mình là Nông Dân TV đó. Đó thì mình cập nhật lô bò mới ngày hôm nay đó là ngày 10 tháng 3 nha. Đó, ngày 10 tháng 3. Đó. Đó, quay sơ quay đó. Rồi mình kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh chị đã dành ít thời gian vào xem clip của mình. Khi nào quan tâm thì đăng ký kênh để xem những clip tiếp theo. Thì chạy bò ở trong huyện thì giao đến tận nơi nha, cho bà con. Còn ở xe thì hỗ trợ một phần nào đó giá để